Chào cả nhà nhé, chào cả nhà một buổi sáng. Sáng nay mình lại vừa đi vào thị trấn để làm ít tiết canh bê về nhé. Này lâu lắm mình không đi ra quán ra ăn, mình chỉ đi lấy về ăn rồi. Cả nhà biết từ hồi nó ra cái chính sách cái đi ăn uống là rượu chè bị nó vớ được nó phạt là vỡ mồm ấy, cả nhà công nhận không? Hôm nay mình lại đi ra lấy về đánh mấy bát tiết canh, nguyên tiết canh bê không thôi. Có mình review chia sẻ cả nhà bữa sáng nó dùng là bữa sáng bây giờ nó phải 8:30 rồi cả nhà. Đấy, nên là video thì nó không kể thì lúc nào đấy mình cứ hay chia sẻ nó bằng thật bằng thả nó như thế. Anh em bác cháu nhà mình cả nhà biết đấy, dân lao động nặng rồi là lao động rồi là rượu chè mà là cứ phải ăn cái đồ mát. Đấy. Nên là mình cứ chia sẻ đây là hoa dâm bụt, đây, con này hoa này là vừa mới nở xong. Đấy, hai hoa này còn cái hoa này là hoa nở từ sớm hơn nữa này. Đấy, to hơn này. Đấy, còn hai hoa này là mới nở nó nhô nhúm này. Đấy, rất đẹp. Nên bây giờ mình sẽ đi chia ra các bát nhé cả nhà nhé. Đấy, chia ra các bát hay là đánh mấy bác cháu là làm vài bát tiết canh bê ăn thế thôi. Đấy, cả nhà canh bê canh bò. Đấy, chỉ nguyên tiết canh không ăn cho nó mát ruột. Đấy, cả nhà nó như thế. Đấy, ông nô cũng ở trèo lên kia đấy, đấy khế nhà mình rất sai đấy cả nhà. Thì hôm nay mình lại chia sẻ cái là tiết canh B nhé cả nhà nhé, vừa đi vào thị trấn về làm với tiết canh B để bác cháu mình ăn cho nó mát mẻ thằng người. Thì em tờ đông bông ấy, thấy bông lên đấy chơi với anh nô này, đấy, trèo lên như thế. Nó ngóng. Mình sẽ tháo nó xuống để cho bị bịp ăn nhé cả nhà nhé. Đấy như thế. Ôi thôi thôi gấu à, nô dẫm hết rổ rau của tao rồi. Hết cả cái chậu rau này này. Cả nhà nhìn này, nát hết rồi. Dẫm nát hết rau của tao này rồi. Ôi xuống đi. Cả nhà mình đã chia hết rồi nhá, lấy bổ đi về lá chanh người ta định đưa cho nhưng mình không lấy, mình về lấy lá chanh của nhà mình. Nên tiết canh bò thì mình lại phải rắc thêm lá chanh nữa vào cho nó đúng bài vào. Đây là tiết canh bò. Tiết canh bò mình cho lá chanh. Và mình phải nên mình cấu mình thái ra này. Còn ở ngoài quán người ta cũng có đưa nhưng mà thôi. Mình lấy về ở nhà đầy thiếu gì. Lấy mua nguyên nhân mới tiết về đánh ăn cho nó mát ruột thôi cả nhà. Nâu không ăn nó mát ruột. Cho nhiều 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 nó chanh tí cho thơm nhỉ. May quá có Bù Tôn nữa đi làm về bây giờ đi làm về. Mình sẽ đi đánh tiết cho vào đây nhá. Bây giờ tiết bốn nước đi. Quên không hỏi là đánh bao nhiêu. À, có dấu hiệu đông rồi đấy. Được.
Đúng bằng tuyến. Thằng B. Chả ăn cũng vứt đi đâu nhưng mà ý này. Chiều toán ơi, chiều đấy là xào ngô bao tử nhá. Với thịt bò. Quấy một dàn ăn cho nó mát ruột. Đấy cả nhà, thế đã xong 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 vát. Ui, đông rồi cả nhà. Thế là xong rồi đấy, đồng tịt luôn. Rắc nạc lên chốc, mời cả nhà ăn cùng với bác cháu để nguyên thức anh bê không thôi. Đấy cả nhà đã xong nhá. Mình đã trang trí nạc niếc hết đây rồi. Mời cả nhà ăn thức anh bê cùng với anh em nhà mình nhá. Bây giờ nó cũng phải 9 rưỡi 10 giờ rồi đấy. Đấy, đi vào tận thị trấn mua về đấy cả nhà. Ngon chưa cả nhà? À, Bùi Tôn chào bác, mấy bố con phải chào bác. Chào cả nhà. Lâu lắm rồi, hôm nay đấy, vừa đi làm về đấy, bảo thôi rẽ vào đây ăn luôn đi. Nay được cái về sớm, tranh thủ về nhà có việc nên là về sớm tí. Đông đấy, cái cảnh này đúng là đông. Ôi, đấy, anh cứ tưởng không đông nhỉ. Em mời cả nhà nhá. À, mời mời cả nhà đi. Rồi, mời cả nhà. Nào, mời cả nhà. À, lâu rồi, anh em nhà làm tiết canh bê ăn thì nó mát ruột, thay đổi không khí. Tiết canh bê bác phải mang cái xìa nhỏ ra ngay. Mang cái xìa to. Mang cái xìa to ra chúng mày nào hai ngoặp hết như tiết canh nhận là căng. Thánh nì đòn hôm nay cũng tiết canh bê ai vắt chanh cả. Vắt vài giọt thôi. Đưa cho bố mày nhá. Con hạt tiêu không lấy hạt tiêu? Vắt chanh. Cắt quả ớt mời cả nhà. Đấy, ớt đấy. Bác cho hơi nhiều ớt. Ăn tê tê rồi. Ớt này cứ mỗi miếng quả được hay tôi ạ. Hôm nay ăn cái xìa này nghe khó chịu nhỉ. Đồng cứng chưa? Đấy. Cái xìa như cái xìa xúc bột. Thì tiết canh nợn thì đánh không, ăn thì ăn đấy là vừa. Còn lá chanh hôm nay cho đúng bài lá chanh ấy. Tỏa na hạt tiêu không để bán luôn cho đấy cho nong đấy thôi. Có nọ hạt tiêu rang sẵn để đấy rồi đấy. Đây là rau cỏ của nhà mình cả nhà. Đấy. Đây là rau hẹ. Ăn nó mát rồi. Cho nó chanh mà ăn vẫn thơm khác nhỉ. Chê chê cóng à? Ừ. Cóng nó thơm. Mình cũng phải ớt bác phải ăn cả quả, riêng tiết canh bê này phải ăn cả quả. Cho mượn miếng để vắt vắt cái. Nào cả quả luôn cả nhà. Cực. Ăn cái xìa này khó chịu nhỉ, đúng xìa quán này khó chịu. Mời cả nhà nhá. Không phải xìa này nó dày nữa. Ừ, nó có lá chanh lá chết này cả nhà. Nó dày nó cứng là nó mới sắn được cái tiết canh bê này. Cho cả quả vào luôn, ăn ngon đấy. Không cắn này nữa. Tuyệt vời mà trời. Ăn cả quả ngon lắm tôi ạ, riêng cái canh ớt ấy. Hôm nay thời tiết nó se se lạnh nhà ăn cái ngon. Cũng giàu thơm giàu thiết đấy. Nó ngậy với cái lá chanh nữa nhỉ. Nó thơm với lá chanh thôi. Cho riêng cái bê cũng cho lá chanh vào là phải nhỉ. Hợp. Rau củ quả đây. Rau củ quả đây là rau rau của cây nhà lá vườn đấy cả nhà nhỉ. Ông Toàn ông cấu toàn cái mình gỡ gỡ đó bạn. Đấy, để theo lượt
rỗi rau. Bát ớt. Mỗi bát chia làm 4. Mỗi bát chia làm 4. Quặp mà. Ăn giống một quán. Ăn là giống một quán. Đây quán ăn là vỡ mồm. Quán các bát là 10.000 một bát, một bát to là 20.000, như bát giống mình đây là toàn là phải bát 20.000 hết. Chén ăn cho nó ngon rồi, tí vậy, tí là về ngủ chiều đi làm tiếp, mình về tranh thủ nhà đi tiện gặp luôn, nó chỉ có 3 bát sáng mình ăn. Ây da, đây rau cỏ này, kem bát thứ hai đây, buộc mặt nghe, bát xanh là chú luôn, cuối bữa này ăn cả quả được nha tôi nha, để ăn cả quả luôn, ăn cả quả cả vỏ luôn. Cứ bảo ăn cái thanh nhớ thôi, bây giờ dần dần sắp tao sắp là thái nước rồi. Sắp làm cái nước đâu, mới miếng quả ớt rồi. Còn nếu mà ăn cái ớt nhén thì tôi nhỉ? Thôi à? Thấy mấy quả rồi, 4 quả rồi. Thánh thì vui thì đòn con làm bát thôi à. Nếu mà thánh, nếu mà ăn cái ớt nhén thì nhà ta cứ ăn mỗi miếng quả bình thường. Hai quả luôn. Không ơn thì ăn cay đấy. Ui đúng, nhìn nhìn nó ngon. Ăn thì có ba nhà mình bụng hết nhưng mà tương nguyên bì. Bọn kia chắc là sắp về rồi. Nhạc, thì nó đi mua quà đấy. Không, nó đi để mấy hôm nữa. Nhà trách là tuần. Kết tiền. Cái gì? Ó, các bạn nó quả đấm ấy. Việc của mày đi chơi thì bảo bắt tao ra tiền nha. Khó lắm. Hiểu không? Tin vào. Cháu đi du lịch thì bảo bắt bao tiền cho cháu. Không nghe được không? Bao tiền là đi và quả mày tự mua về. Đặt không? Cái này về bố trả tiền nó nói thế nó chó thì tôi mua hết nhá về ớt là tiền. Ừ, ta nhá nhưng về ta lại lừa, còn đâu không có, không mang về. Tin nào? Này làm sao với con quan bắt bắt? Lá chanh mà nó vẫn thơm. Chứ bê thì lá chanh, bê bỏ thì năm miệng lá chanh hợp. Người ăn cho nữa là cay cay hay biết. Ừ. Người ăn được dần thì ta bán dần thành thánh ớt lên đời. Ăn nhiều tôi nhuận nó quen hết mà. Như rượu chè ngày xưa không uống được bây giờ. Hôm nay chén mai chén uống hết. Mát ruột, đó là chung quy là dân lao động anh em mình ăn uống là cái gọi là vẫn cái tiết canh là mát ruột nhất. Ui sặc ớt quá nặng. Nóng nóng. Nóng nóng à? Cay. Sặc ớt. Nhưng mà ăn vẫn là mát ruột. Cái sọc cái này như tiếp đấy đó. Mình vớt thế nào? Cả quả này nha. Cả quả này ăn được uống luôn cả nhà. Một quả này ăn tê tái đấy. Tê đấy, ù tai. Như là đi giờ rét về ăn là đúng ù tai luôn. Tê tái. Mời cả nhà nha. Đúng quả luôn. Nhưng ăn cái xỉa bé này khó chịu thật.
Mấy nông ăn cơm nhá. Nông hỏi. Thế lúc đi học về tại sao hôm nay thì về muộn là lý do làm sao mà kể cho bác nghe. Đi đâu à? Hình như ta không nhầm, ta nhìn thấy mà đi nói lên chỗ nhà quán nhà xuống bia để làm gì? Nên đúng bia. Đi cắt tóc. Hôm nay à? Vừa nãy à? Vừa nãy cắt đâu à? Đi làm cắt ngồi trên nhà thường. À, thế cả nó luôn à? Ừ, có thế. Mà này thấy năm đi ngược lên, trên đấy làm gì nhỉ? Mới làm thôi, cho nên chắc cầm pháo. Thằng này đòi tiền ăn sáng là tốt nhất ăn gì mua cho nó, mày đi mua cho nó, đừng đưa tiền nó, đưa tiền nó là tai họa đấy. Sáng bảo đưa đây mua nó nhất ưu tiên và mục đích nó còn nâu nó đưa. Thích ăn gì bảo chiều tối, ngày sáng nó chậm mua bánh mì, bánh rán, bánh cua rồi là ăn cái gì đấy. Chứ đưa tiền này đúng tai họa to, đúng ý, đúng kế hoạch nó là nó lên nó kêu nó mua pháo, mua gym, nó bật lửa nó nó bảo nó bọn chó nó ngu thật, bảo là tiền sáng cũng đưa. Sáng dậy cứ bè lên, mất điểm rồi. Bác mày ngày xưa thì cũng thế. Ta nói mày nha, ngày xưa ta đi học nha, thời xưa đóng cái tiền 100, 200 đồng con hay là một hàng cái tiền ngày xưa chưa đổi cho tôi. Nó chưa có tiền nghìn bây giờ đâu. Hình như một đồng, ta bảo là 2 đồng, về xong lộ tẩy ra để tiêu. Đấy, cái năm 82, 83 đấy, để tiêu những tiền để mua thuốc lá cuộn đấy, thuốc lá cuộn ngày xưa, thuốc lá cuộn là thuốc dân dã nhất, thuốc lá mọi người ta có bó 5 hay 10 đĩa một nhớ lâu rồi. Về sau lên đời cái là thuốc Sa Pa, thuốc lá Sa Pa. Mình ngày đấy không xem đấy, Sa Pa xong bắt đầu là lên đến Điện Biên xong là xong này thuốc bông sen cái gì cũng ngon. Bọn đại gia thanh niên nó đại gia có tiền là người ta hút cái thuốc no một ấy. Nhỉ? Ừ. Không biết tôi biết nó thuốc no một nhỉ? Thuốc no, thuốc no một là thuốc đấy, thuốc của nào thơm lắm. Nếu nó ngắn ngắn nó nếu sao ai nó thơm lắm. Ui dồi nó hút ra mà đi hàng cây số hai cây số cuối gió cũng ngửi phải đấy cái mũi bằng được người xem nó vất cái top nó còn ngắn mẩu ấy bẻ cái que đấy que bẻ cặp nó đôi rồi ngậm mà hút bóng ra mùi hút say lắm nặng mà thơm thế cái thuốc no một này đấy. Đấy thuốc là thuốc đẳng cấp rồi. Ăn trộm dạng của bố và mẹ phải đi đổi thuốc lá hút kẹt nó mới dễ hàng thuốc nó mới dễ chưa cấm cũng phì phèo bắt chước nhau hút hai thằng nữa một đào ta tắm này vào trong nhau trong quê có mới bỏ gạo làm tắm nhau và tắm nhau ra ai biết rồi tình lắm. Cho nên bây giờ con cháu đừng có qua mắt bác một cái gì cả. Bất kể một cái gì ra gần nghe nhạc điệu đó chương trình nghịch ngợm các kiểu không thiếu cái gì, nó đang không thiếu cái gì, kể cả thời đại bây giờ đây có ta có mới có cũ có lươn mẹo là đừng có qua mắt bác một cái gì ăn mặn cái tấm mát mời cả nhà đã cứ mãi chuyện quá. Cứ đổ mắt mắt rồi đặt cái video này nhé. Mà hàng ngày nó cũng dẹp đi dẹp lại. Em từ xéo từ hôm nay từ hôm đấy rồi. Có nghĩa là tao cắt ghép xong rồi tao để ra ngoài thoát ra rồi để đấy. Nhưng mình chưa tải lên để hẹn giờ lên đây. Thế cứ nghĩ là tải lên rồi. Thế là nó báo đầy dung lượng hết mình xóa. Xóa lại vào thùng rác, xóa cũng không được, vẫn không vấn đề nhưng mà vào thùng rác xóa tiếp. Mất buồn. Mẹ cảnh tiếp các đấy. Một tí nữa ngon, một tí nữa. Ăn cho ngon. Cứ ăn cho mát. Con tỏi nào, tỏi muối không? Mát biết là ừ. Đã. Cho thêm quả ớt này vào là chất nhất này nè. Ăn hết là tê tái nước mắt ớt. Làm cơm 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 mình hút con cháu mình ra cả con xanh nốt à cả nặng là quả ớt ăn cả quả này quả nhìn nhìn thấy đấy bây giờ gọi thánh ớt luôn này biển bây giờ thánh ớt cộng thêm thánh nước canh này đấy
gặp ông chột cho mình nha. Ông chột nó đánh sấp đôi sấp ba cái loại này, nhưng mình đánh một sấp một cái này là cũng là ác rồi. Sấp một đã ủ tài toát một hồi. Ngon rồi. Lúc phải ra ăn được, ăn cái canh ớt nó hợp nhỉ. Bây giờ mình nhai thế này ủ tài hết. Cần căn tí một thôi. Hết đi học à? Sao nay thêm mặc áo sớm nào? Như hôm qua bảo là 1 giờ kém 15 thằng này, nhiều khi ta cũng hiểu. Qua bảo mấy mà 1 giờ kém 15 người ta bảo thế kém 10 rồi kìa. Mà lại chưa bác ạ. Mà xem đã đúng 1 giờ rồi, thôi một tắt đi. 1 rưỡi đi rồi kìa. Tôi nói 2 giờ nó bảo. Qua hỏi thì nó bảo 1 giờ kém 15. Người ta bảo thế nó 1 giờ kém 15 rồi. Lại chưa bác ạ. Thôi đi một ngày. Tôi không biết là lịch của nó học là mấy giờ nhưng mà kiểu. Thì có 2 giờ kém 15 rồi. Sao mà hôm nay nó cứ là 1 giờ 15 chứ là 1 giờ 10. Hôm qua nó là 1 giờ kém 15. Chắc người ta làm gì đâu chơi. Thế sao mà nó khó hiểu nhỉ. 2 giờ thì cứ 1 giờ 15 đi. Cô bây giờ này cứ là 2 giờ không? Biết mà đổ bao giờ đấy. Không nói chứ nó. Đi máy bay không mang cho người không đổ. Thưa sống, làm một thùng nữa. Những đồ khô cần ra sẵn giá. Nó còn giá có thứ mình cày quá. Giả nó ngấm cày cả, chín hết nữa. Đấy. Cày. Giả nó ngấm cái u cái tài. Đồ quá. Rồi đó nha. Thôi xong. Đấy, ở nhà. Đấy. Toán mồ hôi. Càng hàng vào trong mới vào trong 3 nốt. Càng nốt rồi. Càng nốt rồi. Thế rồi nhỉ? Thôi, chưa rồi. Cày quá chú ạ. Anh cứ tưởng nó dốc tay. Cày thật cả nhà. U tay. Thánh ớt là ba này là 3 quả này. Ừ, thánh ớt là nó chặt phát 3 quả này liền luôn. Phải nói thánh ớt ăn được. Nó ăn được ớt nhỉ, phải nói đẳng cấp rồi. Mình ăn thế này bắt chước nó ăn rồi. Đấy là thế nha, đấy anh em mình cắn đoàn hoàng đấy, đấy mà còn... Cảy quá. Nói là ăn được. Đấy, cả nhà sáng nâu lắm rồi, hôm nay là anh em mình lại chia sẻ bữa kiết canh bê, ăn chỉ toàn kiết canh bê không được. Cái bê bỏ này là người đánh từ toàn này, ăn không ngon ngon. Nó chỉ có trộn trộn chính ăn món này ngon. Còn tại anh em mình là nói chung là làm cái ăn uống nhậu suốt ngày ăn uống thời buổi bây giờ nhà nào cũng thế thôi. Chủ yếu là gom những người ăn, nó đông người ăn nó mới ngon. Thôi video hôm nay mình chia sẻ ăn nguyên tiết canh bê nha, nhé nhé. Nếu sao có nhảy cả qua. Cày quá nha. Ủa cái tài nhỉ, xí hít à.